Vâng, xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh em yêu thích và đam mê đồ lính nhé. Thì hôm nay em sẽ lên một cái video giới thiệu cho anh em về ba cái mẫu gẹt cao cổ mà hiện tại bên em đang cung cấp cho toàn thể các anh em. Đó là cái mẫu gẹt dàn di K07 của sĩ quan lục quân và mẫu gẹt của sĩ quan đặc công nhảy dù cũng như là mẫu gẹt đen của sĩ quan lục quân nam nhé. Thì ở những cái video trước thì em cũng đã giới thiệu chi tiết từng cái mẫu gẹt cho anh em rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu qua và tổng quan lại cho anh em về từng mẫu gẹt đó, cho anh em một có cái nhìn cũng như là một cái nhận định chính xác nhất về những cái mẫu gẹt mà em muốn phục vụ tất cả các anh em. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về cái mẫu gẹt của K07 này. Mẫu gẹt này là mẫu gẹt K07 của sĩ quan lục quân nhé. Thì như anh em cũng đã nhìn đây, hàng rất là đẹp luôn. Cái phần da này là phần da mềm, nhưng mà phần thân dày thì là toàn bộ da này, nhưng mà cái phần cổ thì nó là một dạng vải bố. Gọi là vải bạt thì không phải đâu, chúng ta nên gọi là vải bố thì hơn. Cái vải này là vải dùng để may ba lô đấy, cực kỳ là dày và bền nhé. Đó, và cái phần này bằng vải thì nó đeo, nó ôm cái phần cổ chân thì nó sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn. Đó, nếu mà anh em sử dụng cái dòng phun da kia ấy thì cái cổ nó hơi cứng một chút, nhưng mà ngược lại thì cái dòng phun da thì nó là hàng cao cấp rồi. Đó, nó cực kỳ là bền, đôi đấy thì nó đeo thách thức thời gian luôn. Từng cái mẫu gẹt nó có những cái ưu điểm riêng của nó. Cái mẫu gẹt này thì dùng sử dụng rộng rãi trong quân đội này, và cái phần má trong của mỗi chiếc bên phải bên trái đều có hai cái lỗ thông hơi. Cái thứ nhất là nó giảm bí khi mà chúng ta đeo giày. Cái thứ hai này mới là, nếu mà ngập nước thì cái lỗ này nó có tác dụng thoát nước này. Đó, hàng rất là đẹp luôn nhé, hàng cái khuy này, hàng cái khuy nha anh em nhé. cái phần này là phần dàn di này, đó, của vải bố cực kỳ là ôm, cực kỳ là đẹp. Giá thì rất là phải chăng thôi anh em, nếu mua một đôi giày này, đôi gẹt này của bên shop thì sẽ được tặng một đôi tất quân nhu đó đi kèm, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là bền luôn. Đấy, vừa rồi thì anh em sử dụng rất là nhiều, đặt hàng rất là nhiều, và có lúc thì cũng không có hàng để gửi cho anh em, nhưng mà hàng bây giờ đã về đầy đủ rồi. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em theo hai đầu số điện thoại bên dưới nhé. Đây là mẫu gẹt, đây là mẫu gẹt dần di K07 của sĩ quan lục quân nhé. Cái thứ hai đó là mẫu gẹt đây, đây là mẫu gẹt của lực lượng đổ bộ hàng không, anh còn gọi là cung dù đấy. Đó, anh em sử dụng cái mẫu gẹt này là chủ yếu, nhìn nó rất là hầm hố, phun da luôn và dạng da trơn nhá. Và tất cả những cái mẫu gẹt này ở phần đế này cũng như là phần mũi gẹt đều có lót thép nhá, cái thứ là chống va đập này, chống va vấp cũng như là chống đinh. Đó, anh em lưu tâm hộ em. Đó, hàng này hàng cực kỳ là đẹp chuẩn luôn, nhìn rất là hầm hố ấy. Khi anh em đeo lên ấy, đeo lên thì nhìn nó sẽ tôn cái form dáng của anh em rất là nhiều. Đó, trông rất là cao to đẹp trai. Thế là cái mẫu gẹt này thì giá nó cũng khá là căng đó, nhưng mà hiện tại thì đang giá này cũng rất là xinh đẹp thôi. Anh em cứ liên hệ trực tiếp đó, anh em trao đổi mua bán trực tiếp nó dễ dàng hơn đó. Đó, thuận mua vừa bán là gửi hàng thôi, hàng đến nơi anh em cứ kiểm tra đúng những gì em quảng cáo giới thiệu không thì anh em nhận hàng thôi. Và hàng này là đầy đủ tem mác luôn nhé. Đây, ở phần phần trong này thì nó cái cam thì nó hơi tối thì em không anh em không khó có thể nhìn thấy được, nhưng mà chắc chắn là bên trong là có tem mác luôn. Còn dập nổi bên ngoài đây anh em này, tổng cục hậu cần này, công ty cổ phần 26 sản xuất nhá. Đó, cỡ 41 này. Đó, cái mẫu đặc công nhảy dù này thì hiện tại đang có 40, 41 và 42 nhé. Anh em lựa chọn thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Còn cái mẫu ví dụ như mẫu K07 này thì đầy đủ cỡ nhá, từ 38 39, 40, 41, 42, 43. Đó, hàng 38, 39 thì giá cực kỳ là mềm luôn. Đấy, ưu đãi cho những bác nào chân nhỏ. Còn bác nào chân to thì chịu khó thông cảm hộ em. Đó là cái cỡ số to ấy, thường thường anh em sử dụng nhiều nên hàng nó cũng khá là hiếm. Và cái mẫu thứ ba đây, mẫu thứ ba nó là mẫu gẹt đen của sĩ quan lục quân nam nhé. Mẫu này đang sử dụng rất là rộng rãi và đẹp này. Mẫu này sử dụng cả cho công an, cảnh sát cơ động. Đó, đó, anh em thấy ạ, cái form dáng thì nó cũng sẽ giống như cái mẫu gẹt dàn di K07 thôi, cũng là dạng da mềm, nó da mềm và đế cũng như là mũi đều có lót thép chống đinh, chống va vấp và cũng có hai cái lỗ thông hơi này. Đó, và cái này cũng là dạng cài nhé, dạng cài. Đối với cái đặc công dù kia là dạng sỏ, còn cái này là cái này cũng là sỏ nhưng mà nó kiểu như sỏ dọc. Đó, anh em đây, cái phần cổ này thì nó lại đen tuyền cơ, hàng này rất là đẹp, đéo rất là tôn dáng luôn. Đó, thì đây là ba cái mẫu gẹt cơ bản
Nếu anh em có nhu cầu về mẫu gẹt nào, hãy cho em thông tin cũng như là số đo, cỡ chân. Đó, em sẽ gửi hàng cũng như báo giá chi tiết cho anh em. Anh em trao đổi mua bán, thuận mua vừa bán là chúng ta sẽ tiến hành giao dịch thôi. Gửi hàng đến tận nơi, kiểm tra hàng và thanh toán. Còn nếu anh em nào tin tưởng có thể chuyển khoản luôn. Đó, rất là ưu tiên, ưu đãi cho những bác nào chuyển khoản, bởi vì cực kỳ là tạo niềm tin cho nhau. Thì cũng là một cái video giới thiệu về ba mẫu gẹt cơ bản này. Anh em nào thích những cái mẫu nào, mẫu giày dép nào của quân đội, hãy cho em hình ảnh cũng như là chi tiết sản phẩm. Em sẽ kiếm cũng như là báo giá hợp lý là anh em mình tiến hành giao dịch thôi. Thì em kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.